Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây cài tóc cho bé. Ở phía sau mình có làm cột dây như thế này. Đây. Ở mặt trước thì mình có trang trí thêm một cái nơ, một cái nơ phòng ở đây. Đây, mẫu dây cài tóc như thế này. Thì dụng cụ gồm có len mi kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm. Và kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng để móc cái phần dây. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len ra để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 và 5. Sau khi móc được 5 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 5 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Và chân móc cuối cùng cũng móc một mũi kép đơn. Sau khi móc được 5 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại sau đó các bạn cũng móc cho mình các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc móc cho đến khi cái chiều dài của sợi dây gần bằng với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc vào năm chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc lên được 30 hàng móc đều nhau như thế này mỗi hàng móc là năm mũi kép đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len bây giờ mình sẽ tiến hành viền cái đoạn dây này lại ở sợi dây màu trắng cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó đưa kim vào cái chân móc đầu tiên của cái đoạn dây ban đầu á đây đây là chân móc đầu tiên đâm kim vào đây sau đó kéo cái phần nút mình vừa tạo qua cái chân móc móc lên hai mũi móc xích, cái chân móc thứ hai và thứ ba của cái hàng này á, các bạn chụm lại cho mình thành một chân, lấy lên, đâm kim vào chân móc thứ nhất, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân, chân móc trên kim, tiếp tục lấy lên, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, khi trên kim được ba chân móc như thế này, tiếp tục kéo len qua hết các cái chân móc trên kim, tiếp tục hai chân móc kế bên, hai chân móc còn lại này cũng chụm lại cho mình thành một chân cũng đâm kim lần lượt qua hai chân móc. Lấy lên đâm kim vào chân móc. Móc và kéo len qua hai chân móc chân kim. Khi chân kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc cuối cùng mà mình vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi dời Móc lên một mũi móc xích móc vào cái chân móc của hàng phía dưới này nè đây móc vào cái chân móc này móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục chân kế bên là cái chân móc này nè móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự chân móc kế bên cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau khi móc đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng này đây cái chân móc cuối cùng móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích tiếp tục móc vào cái chân móc thứ hai và thứ ba của cái hàng này nè đây hai cái chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len đâm kim vào chân móc thứ nhất khi móc thì cũng giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong mũi móc móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim lấy len đâm kim vào chân kế bên móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba chân móc tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim tương tự hai chân móc kế bên hai chân móc cuối cùng này cũng chụm lại cho mình thành một chân cũng tiến hành đâm kim lần lượt qua hai chân móc sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích móc vào cái chân móc vừa móc á móc vào đây một mũi dời đây sau đó móc vào cái chân móc kế bên này nè cái chân móc của cái hàng tiếp theo này, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên ở đây, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt lên. Tiến hành giấu cái sợi len thừa này vào trong mũi móc. Sau khi giấu len vào trong mũi móc thì ở hai đầu của đoạn dây các bạn cũng móc thêm cho mình một sợi dây móc xích như thế này để mình cột lại điều chỉnh để vừa với cái vòng đầu của bé đây cột nơ như thế này Bây giờ mình sẽ móc cái phần nơ ở phía trước. Ở cái đoạn len màu hồng cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Thì cái độ dày của nơ sẽ dày hơn độ dày của cài tóc hai mũi móc. Móc lên cho mình 7 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Sau khi móc được 7 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ bảy một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc được 7 mũi kép đơn đến cuối hàng, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Cũng móc cho mình vào 7 chân móc ở đây, 7 chân móc này mỗi chân móc móc 1 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở các cái hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Các bạn móc cho mình cho đến khi ta được 14 hàng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở đây mình đã móc lên được 14 hàng móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích các bạn gặp đôi cái sợi dây mình vừa tạo lại gặp đôi lại như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại nối hai cái đầu dây này lại ta đâm kim vào chân móc thứ nhất của cái hàng ở phía trên này và đâm kim vào chân móc ở hàng phía dưới đây đâm kim song song như thế này móc cho mình một mũi dời tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên của hàng phía trên đồng thời đâm kim vào chân móc kế bên của hàng phía dưới đây hai cái chân móc song song với nhau như thế này móc vào đây cho mình một mũi dời làm tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại đến cuối hàng cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc song song với nhau và móc vào một mũi dời thì ở đây mình đã móc mũi dời vào bảy cặp chân móc như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần thân nơ như thế này bây giờ mình sẽ dùng màu trắng viền lại hai cái phần thân nơ ở đây viền lại mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn tương tự như cái phần dây cài tóc ở cái đoạn phía dưới này khi viền xong các bạn cắt và giấu len còn ở cái đoạn trên này các bạn dùng mũi dời nối vào cái chân móc đầu tiên này. Đây, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, cũng kéo vào các len nhưng lần này các bạn cắt cho mình một đoạn len dài để mình cột tạo cái phần thân nơ. Ta gặp đôi phần thân nơ lại để cái sợi dây mà mình chừa ra nằm chính giữa của thân nơ như thế này. Đây. Sau đó gấp cái phần thân nơ lại Như thế này Dùng cái sợi dây mà mình chừa ra Quấn quanh cái phần thân nơ Quấn ở đoạn chính giữa như thế này Quấn thêm cho mình nhiều vòng nữa Đây Thì mình đã tạo được một cái phong nơ như thế này Các bạn giấu cái sợi len thừa này ra phía sau của cái phần nơ Sau đó dùng keo nến hoặc là dùng kim khâu để khâu vào cái phần dây cài tóc sau khi khâu cái phần nơ vào cái dây cài tóc á thì mình đã hoàn thành được một cái mẫu dây cài tóc xinh xắn cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công.